Thưa quý vị và các bạn, mưa nhiều kết hợp triều cường dâng cao cũng ảnh hưởng đến việc canh tác vụ lúa thu đông ở các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là đối với các diện tích lúa đang trổ chín và thu hoạch. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn diện tích lúa hè thu là nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm này. Ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự. Đây là ô bao số 10, ấp 7, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh. 130 hectare lúa đang chín, chỉ còn 5 ngày tới là thu hoạch. Tuy nhiên, những cơn mưa liên tục 3 ngày qua đã làm diện tích lúa bị ngập, ngã đổ hơn 50%. Mặc dù trạm bơm liên tục bơm rút nhưng vẫn không thoát hết nước, nên người dân đặt thêm máy dầu để bơm rút nước. Ba cái lúa sập này như sập cái đó vậy là nó ngập là lúc bông luôn. Nó ngập gần 2-3 ngày liên tiếp vậy đó. Khoảng 3 ngày liên tiếp luôn. Tự chủ ai mà có bọng cá nhân thì tự có máy thì rút ra, tự động rút ra cho nó đỡ mà giúp. Máy thì nói chung là bờ dưới này thì ai có thì đều đặt hết. Đặt nên là bơm tiếp với trạm. Chứ để chờ trạm thì nó quá chậm. Đến 3-4 ngày mới cạn lại. Còn mình tiếp diện thì nó mới mau cạn được. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, ngoài bị ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều, thì triều cường cũng uy hiếp nhiều diện tích lúa thu đông đang thu hoạch. Tại vì nước mưa rồi dưới sông nhiều dâng cao, mọi tràn vô ruộng quá, tới ngày cắt rồi mấy ngày nay bão mưa quá cắt không được, ngày nay nắng rồi mới cắt được. Bông tưa đặt bơm chạm bơm suốt 100%. Đến nay, nông dân đã thu hoạch được hơn 34.000 hecta trên tổng số gần 120.000 hecta lúa thu đông. Mặc dù các diện tích lúa đều nằm trong các ô bao, nhưng các địa phương cũng vận động nông dân khi có điều kiện thuận lợi, khẩn trương thu hoạch nhanh gọn, hạn chế thiệt hại. Các địa phương nhất là chúng ta phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ cái tình hình dự báo diễn biến mực nước cũng như là mưa của các cái cơ quan của khí tượng. Nên sở đó thì cũng phải bố trí lực lượng, chúng ta phải tuần tra, canh gác, phải kiểm tra thường xuyên các hệ thống cống như là trạm bơm, như là các cái bờ bao để chúng ta chủ động trong cái việc mà gia cố để bảo vệ sản xuất cho an toàn theo lúa thu đông. Trước diễn biến của triều cường, khả năng kết hợp mưa lớn sẽ còn tiếp diễn. Vì vậy, chính quyền địa phương và người dân, ngoài theo dõi tình hình mực nước, thì cũng cần chủ động, sẵn sàng hệ thống bơm tiêu thoát úng, đảm bảo an toàn các diện tích lúa thu đông đang vào giai đoạn thu hoạch.